Cô chào mừng tất cả các em học sinh đến với bài giảng sinh học 8. Nay trước khi vào bài mới, cô và các em cùng khởi động nhé. Cô có một câu chuyện kể cho các em. Đó là câu chuyện mang tên là Chân tay, tai, mắt, miệng. Câu chuyện như sau, chuyện kể rằng chân tay, tai, mắt, miệng vốn sống hòa thuận với nhau vui vẻ, chan hòa. Bỗng một hôm cô mắt nói với cậu tai rằng chúng mình làm nhiều việc vất vả, còn lão miệng chẳng làm gì mà ngày nào cũng được ăn ngon, sung sướng. Cậu chân cũng nói với cậu tai như thế. Rồi cả bốn người đều nói với cậu miệng rằng từ nay không làm cho ăn nữa. Lão miệng nói thế nào cũng không được. Từ đó miệng bị bỏ đói. Miệng đói thì cô mắt bị mờ, cậu tai nguễn ngãn, cậu chân và cậu tay thì ế oải, không nhấc chân lên được. Cả bốn người dắt nhau đến xem lão miệng ra sao, thì thấy lão ta cũng chợt nhợt nhạt, mệt mỏi, không buồn nhét mép. Lúc ấy, cậu tay lấy thức ăn cho lão miệng ăn. Lão ăn xong một lúc thì cả bốn người khỏe lại. Mắt sáng ra, tai tinh, chân và tay hăng hái, muốn làm việc. Qua câu chuyện này ta thấy tất cả các bộ phận của cơ thể đều có làm việc đúng không? Vậy thì chúng ta cùng suy ngẫm xem, tại sao chúng ta phải ăn uống hàng ngày các em? Hay con người có thể nhịn ăn tối đa là bao lâu? Liệu con người không ăn có thể sống được hay không? Và điều gì diễn ra trong cơ thể khi ta ăn? Thức ăn sẽ biến đổi như thế nào trong cơ thể người? Để trả lời được câu hỏi này thì cô và các em sẽ được tìm hiểu trong một cái chủ đề mà cô muốn giới thiệu, đó là chủ đề về tiêu hóa. Thì chủ đề này các em sẽ học những nội dung chính sau. Thứ nhất, tìm hiểu về tiêu hóa và cơ quan tiêu hóa. Thứ hai là tiêu hóa ở khoang miệng, trong nội dung bài 25. Còn bài 26 thì chúng ta được giảm tải, các em tự tìm hiểu nhé. Bài 27 là nội dung trong chủ đề chúng ta tìm hiểu về tiêu hóa ở dạ dày. Bài 28 là tiêu hóa ở ruột non. Và tiết cuối cùng là chúng ta tìm hiểu hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiết đầu tiên của chủ đề tiêu hóa, đó là bài 24, tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa. Ở bài này các em sẽ tìm hiểu hai nội dung chính. Thứ nhất, thức ăn và sự tiêu hóa. Thứ hai, cơ quan tiêu hóa. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu phần thức ăn và sự tiêu hóa. Đây là hình ảnh mà chúng ta biết rằng thức ăn mà chúng ta ăn hàng ngày, thường ăn phải không các em? Vậy các em có biết hàng ngày chúng ta ăn nhiều loại thức ăn, vậy thức ăn đó thuộc những loại chất gì? Thuộc những loại chất gì hả các em? Các em xem, thức ăn như cô vừa trình bày đó gồm có cơm, bánh, thịt, cá, hoặc là dầu mỡ, hoặc là rau quả, hoặc là sữa. Thì những cái thức ăn này thì có những cái chất gì? Như cơm, bánh thì nó có chất đó là glucid. Đây là ở cơm hoặc là những loại bánh thì các em thấy rằng là có nhiều thành phần glucid, cũng như thịt cá là có các chất như là protein. Dầu mỡ thì có nhiều lipid. Rau quả thì có nhiều vitamin. Và sữa thì có các chất như là glucid, protein, lipid, vitamin và có muối khoáng, nước. Vậy các chất trong thức ăn này người ta chia ra làm nhóm chất nào? Chia ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất đó là chất hữu cơ, và nhóm thứ hai đó là chất vô cơ, thì gồm có muối khoáng và nước. Còn những chất còn lại như glucid, protein, lipid, vitamin gọi là chất hữu cơ. Vậy thì các chất có trong thức ăn như chất vô cơ, chất hữu cơ này thì các em thấy rằng là nó diễn ra cái hoạt động tiêu hóa để tạo thành những cái chất được hấp thụ,
như là những chất từ glucid thì hoạt động tiêu hóa sẽ tạo ra đường đơn và lipid thì tạo ra axit béo glycerin, và protein thì hoạt động tiêu hóa sẽ tạo ra axit amin, rồi axit nucleic tạo ra các thành phần của nucleic, rồi vitamin hoạt động tiêu hóa sẽ tạo ra các chất được hấp thụ là vitamin, muối khoáng cũng tạo thành muối khoáng và nước tạo thành nước, và cái hoạt động này được gọi là hoạt động hấp thụ trong cơ thể. Vậy đây là cái sơ đồ khái quát về thức ăn và các hoạt động chủ yếu của quá trình tiêu hóa. Các em quan sát thật kỹ và trả lời câu hỏi sau cho cô. Câu hỏi thứ nhất, các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa? Nhìn vào sơ đồ chắc chắn các em sẽ trả lời được, phải không nào? Những chất thức ăn có, những chất có trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hóa học nha các em. Ví dụ như là gì? Vitamin, qua quá trình tiêu hóa thì nó vẫn tạo ra vitamin để được hấp thụ. Và muối khoáng vẫn tạo ra các chất được hấp thụ, đó là muối khoáng. Và tương tự như nước được hấp thụ. Như vậy đây là những cái chất không bị biến đổi về mặt hóa học trong quá trình tiêu hóa. Câu số 2, thế thì các chất nào trong thức ăn được biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa? Nhìn vào chúng ta chắc chắn trả lời được, phải không nào? Đó là những chất như là glucid sẽ biến đổi thành, về mặt hóa học biến đổi thành đường đơn. Rồi lipid sẽ biến đổi thành axit béo và glycerin. Protein biến đổi thành axit amin và axit nucleic thì biến đổi thành các thành phần của nucleic. Đây, câu hỏi số 3, cái quá trình tiêu hóa gồm những hoạt động nào? Đây là cái sơ đồ khái quát về các hoạt động của quá trình tiêu hóa. Thì dựa vào sơ đồ này, các em hãy trình bày cho cô quá trình tiêu hóa gồm những hoạt động nào. Các em thử dừng video và trả lời thử nhé. Cô chúc mừng bạn nào đã trả lời được. Cái hoạt động tiêu hóa thì gồm thứ nhất là ăn uống các em. Khi mà ăn thì thức ăn sẽ được đẩy các chất vào trong ống tiêu hóa. Và trong ống tiêu hóa này thì chúng ta sẽ thấy nè, sẽ được tiêu hóa, tức là khi mà các chất được đẩy ra ống tiêu hóa sẽ được tiêu hóa. Và cái sự tiêu hóa thức ăn này nó thông qua các cái hoạt động như là biến đổi lý học, rồi tiết dịch tiêu hóa, biến đổi hóa học. Và hoạt động tiếp theo đó là hoạt động hấp thụ chất dinh dưỡng và thải ra ngoài những chất không cần thiết, là như là thải phân đó, được gọi là thải phân. Như vậy là chúng ta đã hiểu được cái quá trình tiêu hóa diễn ra như thế nào rồi. Bây giờ các em chốt lại cho cô, vậy thì cho cô biết vai trò của quá trình tiêu hóa thức ăn là gì? Vai trò của quá trình tiêu hóa thức ăn là gì? Đó là gì? Nhờ vào quá trình tiêu hóa thì thức ăn nó sẽ được biến đổi thành những cái chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được, và đồng thời thải bỏ những chất thừa từ thải ra bên ngoài. Đây là vai trò của quá trình tiêu hóa. Các em vừa tìm hiểu xong kiến thức phần 1 La Mã. Giờ các em sẽ chốt nội dung kiến thức phần 1 La Mã. Thứ nhất, chúng ta thấy rằng là thức ăn thì bao gồm có chất vô cơ và chất hữu cơ. Một quá trình tiêu hóa sẽ gồm ăn và uống, rồi đẩy thức ăn vào ống tiêu hóa thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân. Và vai trò hay là hoạt động của tiêu hóa là biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được và thải bỏ các chất cặn bã ra bên ngoài, hay là thải phân. Các em dừng video và ghi nội dung vào vở nhé. Rồi. Đây là sơ đồ hình 24.3, sơ đồ về các cơ quan trong hệ tiêu hóa của cơ thể người. Như vậy, cái hoạt động tiêu hóa diễn ra thông qua các cơ quan nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần 2 La Mã. Đây là cơ quan tiêu hóa. Các em quan sát thật kỹ hình ha. Trong cái hình này, ta sẽ biết được cái cơ quan tiêu hóa.
Hệ tiêu hóa thì gồm có những cái cơ quan nào và mỗi cơ quan đó có những bộ phận nào? Thì trước tiên cô cho các em xem đoạn phim. Thức ăn được đưa vào cơ thể bắt đầu từ miệng các em. Tại đây răng sẽ nhai thức ăn thành những mẩu nhỏ. Tiếng nước bọt sẽ trộn và hỗ trợ làm nhuyễn thức ăn. Sau đó thức ăn sẽ được chuyển xuống cổ họng, đi vào thực quản. Các hoạt động co bóp diễn ra đẩy thức ăn đi xuống. Đây gọi là nhu động ruột. Sau đó thức ăn vào dạ dày. Axit trong dạ dày giúp nghiền nhuyễn thức ăn thành dung dịch. Điểm kế tiếp là ruột non. 80% chất đạm, tinh bột, chất béo được hấp thụ ở ruột non nha các em. Tại đây thì dịch mật sẽ giúp tiêu hóa thức ăn, mà còn giúp loại bỏ mỡ và lọc các chất bẩn ra khỏi máu. Mật được tiết ra từ gan và có sự hỗ trợ của tuyến tụy ha. Tiếp đến là ruột già. Tại đây thì có rất là nhiều vi khuẩn trong ruột già. Thì trong đó thì các lợi khuẩn nó sẽ giúp tiêu hóa thức ăn. Thì các phần chất bã bị nén lại xuống trực tràng, đưa ra ngoài qua đường hậu hậu môn. Như vậy các em vừa xem xong đoạn phim về quá trình tiêu hóa thức ăn, thấy qua từng cái cơ quan. Vậy cho cô biết các cơ quan tiêu hóa gồm những phần nào, hay là hệ tiêu hóa gồm có những cái cơ quan nào? Đó là cơ quan, đó là ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa. Vậy thì bây giờ các em quan sát hành hình thật kỹ một lần nữa cho cô và liệt kê cho cô các cơ quan có trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa. Trong này nó nói rất là rõ, thì chúng ta xem này, có những cái tuyến tiêu hóa nào. Các cơ quan trong ống tiêu hóa thì bao gồm từ miệng ha các em, rồi đến hầu, thực quản, dạ dày, ruột thì gồm có ruột non, ruột già và ruột thẳng, và cuối cùng là hậu môn. Đây là cơ quan trong ống tiêu hóa nha các em. Nguyên một cái đường bắt đầu từ miệng và kết thúc là hậu môn. Và tuyến tiêu hóa thì bao gồm có tuyến nước bọt, rồi tuyến gan, tuyến tụy, rồi tuyến ruột. Okay. Đây là các tuyến. Như vậy cơ quan tiêu hóa thì gồm có cơ quan trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa. Các em ghi nhớ từng thành phần ha. Vậy chúng ta chốt cho cô. Cơ quan trong ống tiêu hóa sẽ gồm miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, ruột thẳng, hậu môn. Rồi cơ quan tiêu hóa thứ hai đó là tuyến tiêu hóa thì gồm có tuyến nước bọt, tuyến gan, tuyến tụy, tuyến vị, tuyến ruột. Các em ghi nội dung chính này vào vở nha. Các em vừa tìm hiểu xong trọng tâm kiến thức của bài học mà cô có coi câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá. Câu hỏi thứ nhất là các chất trong thức ăn gồm: A. Chất vô cơ, chất hữu cơ, muối khoáng. B. Chất hữu cơ, vitamin, protein, lipid. C. Chất vô cơ, chất hữu cơ. Vậy em lựa chọn đáp án đúng nhất đó là gì? Chúng ta còn nhớ thức ăn lúc nãy chúng ta vừa tìm hiểu, đó là gồm có chất vô cơ và chất hữu cơ. Câu số 2. Vai trò của hệ tiêu hóa là: A. Biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng. B. Thải các chất thừa ra khỏi cơ thể. C. Hấp thụ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Vậy các em lựa chọn đáp án đúng đó là đó là A. Em quan sát hình và xác định tên các cơ quan trong ống tiêu hóa. Cơ quan trong ống tiêu hóa nha các em. Thì gồm có đầu tiên đó là gì?
là miệng, hai là hầu hay là họng, thứ ba đó là thực quản, thứ tư đây là dạ dày, thứ năm đây là ruột non, thứ sáu là ruột ruột già, và thứ bảy là hậu môn. Vậy chúng ta nhớ vị trí này ha. Các em vừa tìm hiểu xong kiến thức bài học thì bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em nhớ viết bài vào vở, học bài và trả lời các câu hỏi 123-180 nhé, và xem trước bài 25 tiêu hóa ở khoang miệng. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em bài học sau.